Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của dinh dưỡng. Định nghĩa cơ bản của dinh dưỡng là gì? Quá trình nuôi dinh dưỡng hoặc nuôi dưỡng, đặc biệt là quá trình sinh vật sống đồng hóa thức ăn và sử dụng, có thể tăng trưởng và thay thế các mô, khoa học hoặc nghiên cứu liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng, đặc biệt là ở người, một nguồn nuôi dưỡng món ăn. Dinh dưỡng là gì và tại sao nó quan trọng? Dinh dưỡng tốt là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh, kết hợp với hoạt động thể chất. Chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn đạt và duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư, và tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn. Việc sử dụng dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng cũng tập trung các mọi cách mọi người có thể sử dụng các lựa chọn chế độ ăn uống để giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều gì xảy ra nếu một người có nhiều hoặc quá ít chất dinh dưỡng và cách thức hoạt động của dị ứng? Chất dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng, protein, carbohydrates, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước đều là chất dinh dưỡng. Thực phẩm nào là dinh dưỡng cơ bản? Tiêu thụ một chế độ ăn uống cần bằng bao gồm trái cây, rau, sữa, thực phẩm và ngũ cốc, nguyên hạt, làm giàu, đảm bảo cơ thể có nhiều chất dinh dưỡng để sử dụng. Sự khác biệt giữa chất dinh dưỡng và dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng là nghiên cứu về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, cách cơ thể sử dụng chúng và mối quan hệ giữa chế độ ăn uống, sức khỏe và bệnh tật. Chất dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng, protein, carbohydrate, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước đều là chất dinh dưỡng. Làm thế nào để bạn ăn dinh dưỡng? Cố gắng ăn nhiều loại thực phẩm để có được các vitamin và khoáng chất khác nhau. Thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng bao gồm trái cây và rau quả, thịt nạc, cá ngũ cốc, nguyên hạt, hạt và cũng nhiều chất dinh dưỡng. Mối quan hệ giữa thực phẩm và dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng là thực phẩm làm việc trong cơ thể. Nó bao gồm tất cả mọi thứ xảy ra từ việc ăn thực phẩm đến việc sử dụng nó trong các chức năng khác nhau của cơ thể. Chất dinh dưỡng là thành phần của thực phẩm cần thiết cho cơ thể với lực lượng vừa đủ cho tăng trưởng, sinh sản và cuộc sống bình thường hàng đầu. Thực phẩm nào không có giá trị dinh dưỡng? Chúng không chứa giá trị dinh dưỡng, các tiêu cực khác, calo xuất phát từ thực phẩm có dinh dưỡng và chất thấp trên calo, giàu dinh dưỡng và cực kỳ ít calo. Hãy nạp vào dĩa của bạn những thực phẩm calo tiêu cực ngon miệng này: rau cần tây, quả mọng, bưởi, cà rốt, cà chua, dưa leo, dưa hấu, táo. Sức khỏe trong thực phẩm và dinh dưỡng là gì? Tầm quan trọng dinh dưỡng đối với sức khỏe và xã hội. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ chất dinh dưỡng và lượng calo thích hợp là một yêu cầu cơ bản để tiếp tục khỏe mạnh. Một thích hợp về chế độ ăn uống bao góp phần vào khỏe mạnh phát triển, khỏe mạnh lão hóa và khả năng phục hồi tốt hơn, chống lại bệnh. Chất dinh dưỡng quan trọng nhất là gì? Nước là chất dinh dưỡng quan trọng nhất. Các nhà dinh dưỡng dành nhiều thời gian để thảo luận về các chất dinh dưỡng tiêu hóa, khoáng chất, protein thô và thậm chí các phân đoạn khác nhau của protein. Tuy nhiên, chúng ta thường được cho là chất dinh dưỡng quan trọng nhất, loại dinh dưỡng được yêu cầu với lượng lớn nhất bởi bất kỳ loại nước chăn nuôi nào. Dinh dưỡng quan trọng như thế nào đối với sức khỏe? Dinh dưỡng tốt là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh, kết hợp với hoạt động thể chất. Chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn đạt và duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư, và tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn. Chuyện gì xảy ra nếu bạn không có đủ dinh dưỡng? Sự thiếu hụt dinh dưỡng xảy ra khi cơ thể không hấp thụ được hoặc lấy từ thực phẩm một lượng chất dinh dưỡng cần thiết. Sự thiếu hụt có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe. Chúng có thể bao gồm các vấn đề về tiêu hóa, rối loạn da, phát triển xương còi cọc hoặc khiếm khuyết và thậm chí mất trí nhớ.
Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.